Tại sao một đứa con từ trên trời rơi xuống? Rơi đâu không rơi, tại sao rơi trong nhà của tôi vậy? Thế rơi bất ngờ, một người lạ bỗng làm cha, thì điều gì sẽ xảy ra? Chăm lo các con đến tuổi già, rồi từng ngày pha lốt xa. Ôi tôi nghĩ suy sao mệt quá. Có lẽ ông trời chẳng buộc mình phải bỏ rơi, để từng ngày tiếng à ơi bên nhau sớm hôm chẳng thể rời. Vì nhà mình là ở đây, nơi sinh các con chẳng phải trời cao. Sẽ mãi bên cha, dù rằng đôi khi cha hay trách con, cha hay mang lang. Thế rồi khi ta trong một nhà hiểu lầm thì dừa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới quanh ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cũng sẽ chỉ tìm cười hà ha. Mãi ở bên cha dù chẳng rời xa, chắc con chúng ta phải mau bỏ qua. Vì nơi đây sẽ chỉ là nhà, có tình yêu thương thiết tha. Và cha sẽ mãi mãi che chở, may mắn sẽ đến. Chị mua bánh ngọt cho em ăn đi, ở đây bánh ngọt ngon lắm á. Thôi, ở đây bán bánh ngọt mắc lắm, mấy chục ngàn cái rồi, mà nó ngon. Thôi chị keo thiệt luôn á, em mắc cười quá à. Để bụng đi về nhà ăn cơm, ăn bậy bạ không à. Uống nước được rồi. Đây, trà sữa và bánh của Đào Đào đây. Ê, không qua đây. Ủa anh đâu ra đây vậy? Anh theo dõi em hả? Em nói chuyện kỳ à. Đào Đào thích thì cho Đào Đào ăn. Với lại cái phần này á là anh mua cho Đào Đào, chứ có phải mua cho em đâu. Không có lấy. Anh Bảo, em nói rồi đó, anh mà cứ đi theo em hoài á là kể từ ngày mai em nộp đơn lên công ty em xin nghỉ việc á, rồi em còn hô hào cho mọi người biết là anh đang tiếp cận em đó. Chị kỳ quá à. Anh Bảo cũng có ý tốt thôi mà. Chị nói không là không. Anh làm gì vậy? Anh nha, đem cái này về đi, để trước mặt đại hội tư dục á. Anh sẽ về. Nếu em muốn á thì từ rày về sau á, anh sẽ không làm phiền cuộc đời em nữa. Chị thiệt luôn á chị Vi. Chị mà có muốn mắng ảnh á, chị lựa lời chị nói không được hả? Chị làm gì mà thẳng mặt giữa quán giữa sáng người ta vậy á, trong khi anh là sếp chị nữa đó. Chị đã nói rồi, tại anh không nghe chứ bộ. Ủa? Vi? Ủa? Linda? Chết rồi. Thiệt luôn á, tôi nghĩ là bạn trai của bà xài bà hao vậy luôn nè. Nhìn bà tàn dễ sợ luôn rồi. Ê, nó nghe, tôi nghe lớp nói là bà cặp với đại gia nhưng mà hơi lớn tuổi xíu, bộ chúng đại gia dởm hả? Bậy. Bạn trai của tôi đâu phải là đại gia dởm. Bạn trai của tôi là phó tổng giám đốc. Cái gì? Ừ, phó tổng giám đốc. Ừ, mà anh đang đi công tác xa rồi. Trời đất ơi, bạn gái của phó tổng giám đốc nè. Nói mà biết lượng gì bà. Tôi nói thiệt á, tôi không có giỡn đâu. Ông tin thôi kệ bà. À, tin chứ tin. Trời ơi, tôi là tôi phải tin bà rồi. Nhưng mà cuối tuần này là mình đi họp lớp, mấy đứa trong lớp nó có tin bà hay không á, đó là chuyện khác nha. Công nhận. À, xin lỗi nha. Alo. À, trời ơi, anh hả? Hai gì? Ôi, anh về rồi hả? Thôi sao về không nói cho em biết một tiếng gì hết trơn, trời vậy. Bất ngờ lắm luôn á. Trời ơi, thương. Về liền với cục cưng nha. Em biết rồi. Trời ơi, nè, nó nghe nè, bạn trai tôi đó. Trời ơi, nghe nói là cuối tuần này hả, lớp mình họp lớp cái là bỏ hết công việc ở bên đó, cái chạy về đây với tôi luôn. Mà công nhận nha, ổng cưng tôi mà cưng một cách kỳ lạ luôn á. Thiếu hơi tôi là chịu không có được. Mà không được, tôi phải về với ảnh thôi chứ hả. Ảnh mà xa tôi một phút á chứ hả, anh chết mất luôn. Ê, nó nghe là cuối tuần này nhớ gặp mặt nha. À quên, nhớ dẫn bạn trai phó tổng giám đốc đi nha. Đi nha. Gì? Yeah.
có hao gì đâu. Mắt mũi miệng vẫn còn đẹp mà. Đánh mấy son vô nữa là khác liền chứ có gì đâu. Trời ơi. Thấy chưa? Xài son Yurika, cái chất son này nó đẹp cực kỳ, thiệt là mượt mà ưng ý. Rủ bạn trai thì rủ bạn trai, sợ gì? Anh hả? Anh đi làm có mò không? Anh cười quá à. Tại em nhớ anh chứ bộ. Nghe nè, cuối tuần này á, hội bạn của em á, nó muốn được gặp mặt anh. Tại vì á, nó biết là anh đẹp trai lắm luôn á, nên là muốn gặp mặt anh á. Thiệt, em nói thiệt mà. Anh về đi thôi, lâu quá không có về thăm em, về đi. Không về là em giận anh luôn. Thiệt ơi, anh hứa nha. Dạ anh. Bye bye anh làm gì tốt nha. Dạ bye bye anh. Vi này nói được là sẽ làm được. Chẳng những dẫn người yêu ra mắt mà người yêu của tôi sẽ bao luôn cái chầu hôm đó luôn. Ok, hẹn gặp nhau nha. Chị có cần phải quyết tâm vậy không chị Vi? Quyết tâm chứ em. Em không thấy thái độ khinh thường chị của con nhỏ Linda hả? Đúng là không có gì qua được sự ganh đua của những người phụ nữ. Anh hả? Anh về tới sân bay rồi đúng không? Sao anh lúc nào cũng vậy hết vậy? Mệt anh quá à. Em đã lỡ hẹn với mọi người rồi. Anh không về được thì thôi, anh đi luôn đi. Ủa chị, ba Tùng bận không về luôn hả chị, hay là tại ba Tùng giỡn vậy? Giỡn cái gì mà giỡn? Bội ghê á, biết ăn nói sao với mọi người đây. Nhưng mà em thấy đâu còn phải đi họp lớp đâu. Lớp em nè, học đâu có họp gì đâu. Em còn nhỏ khác. Thiệt tình á. Bây giờ mà chị không đi á, là mấy đứa đó hả, nó cười vô mặt chị đó. Trời ơi, còn gì là sĩ diện của tôi nữa. Nó căng quá à. Chắc là tại vì ba em có nỗi khổ gì đó nữa. Khổ gì mà khổ. Tất cả là tại ba cô hết á. Lúc nào cũng vậy. À chị, em mới nghĩ ra nè. Bạn của chị đâu có biết ba của em, đúng không? Bây giờ chị đi ra, chị kêu đại, chị mướn đại ông nào đó đi theo chị coi như là ba của em thôi. Ê, sáng kiến hay. Sao đây ta? Chẳng lẽ bây giờ hủy kèo? Không được. Ôi, trời ơi, anh Bảo. Anh Bảo ơi, em. Ủa anh sao vậy? Anh đang đứng cách xa em. Ủa sao cách xa em? Em đã nói anh phải đứng cách xa em và anh đang thực hiện. Ôi, xin lỗi mà, tại vì hôm bữa em nóng quá, em lỡ lời thôi. Vậy thì bây giờ anh sẽ là người nóng để cách xa em. Vi nè, có việc gì mà em phải kêu xuống đây nói chuyện vậy? Anh đang rất bận, em có 5 phút để nói chuyện với anh. Anh Bảo, không thôi mình ngồi ăn cơm đi rồi mình nói chuyện với ăn gì nói được không anh? Hết 5 phút rồi, anh cảm ơn em. Anh ăn cơm ở văn phòng rồi. Mà Vi nè, sau này có chuyện gì á, nếu là công việc mình sẽ nói chuyện ở văn phòng, còn không á thì mình không có gì để nói với nhau. Ủa anh sao vậy? Em phải biết rằng mối quan hệ của mình là cấp trên và cấp dưới. Anh Bảo. Trời ơi, làm sao đây ta? Chị Vi, anh Bảo. Sao rồi chị?
Anh Bảo giúp chị không? Chưa kịp nói gì hết trơn, bỏ đi rồi. Vậy chị tính sao? Tính đi nha, mai họp rồi đó. Biết rồi mà nhắc hoài à. Em biết rồi, em nhớ mà. Nhớ lắm luôn á. Nó nghe là về mạnh giỏi về tới nơi cái là nhắn tin gọi điện cho em liền à. Ừ. Chú Phượng ơi, cho con ly nước ép dưa hấu nha. Vâng. Đứng đó. Định chạy đi đâu vậy? Hả? Đi ra lấy cái thẻ xe, quên. Ủa, tôi tưởng mà đi trốn. Trốn gì? Tôi có phạm pháp, phạm tội với ai đâu phải trốn. Ủa, chứ không phải bà chứa nhiều mìn, nhiều bom nổ quá người ta bắt bà hay gì? Ủa, ai nói với tôi vậy ta? Cuối tuần trước á, nói là đi họp lớp á, bạn trai phó tổng giám đốc của bà sẽ tính tổng cái bill. Vậy mà có thấy đâu, tổng bill là bạn trai tôi tính nè. Bà nha, đây nè, tôi có mang bill theo nè. Bà lo, bà tính lại cho tôi đi. Nè. Tính thì tính. Gì dữ vậy? Đi đây. Sao à? Thiếu đi. Cái gì? Bạn trai phó tổng mà có nhiêu đây mà thiếu hả? Tôi nói cho bà biết nha, thật ra tụi tôi không phải là thiếu tiền mà hả, mấy cái bill mà tụi tôi tính không được, không phải như vậy. Tụi tôi chỉ cần á, bà khẳng định với tôi á, là bà vẫn còn nghèo cơ cực đến mức mà hả không trả nổi cái bill này, với lại đang quen với một ông chú già khằng, có đúng không? Đừng có xúc phạm tôi. Xúc phạm gì? Tôi nói đúng chứ còn gì nữa. Vì ủa anh, anh về nhà không thấy em á là anh biết em ra quán. Vì nè, anh dặn hoài à, muốn uống cái gì, muốn ăn cái gì thì cứ nói với anh. Anh cho người làm đi mua. Đích thân em đi như vậy anh lo lắm biết không? Dạ em biết rồi. Anh sói ca này là ai vậy Vi? Linda đúng không? Anh biết em hả? Linda nè. Dạ. Bữa hôm á anh có lỡ hẹn buổi họp lớp của Vi, hôm nay gặp lại á anh mời Linda đi ăn nhà hàng nha. Nhà hàng của bạn anh. À, cái chuỗi nhà hàng này á, tôm Alaska tươi lắm. Còn chuyện cái bill này á, thư ký của anh sẽ chuyển khoản cho em. Thôi anh không cần đâu, cất cái bill chút xíu rồi xíu. Ê, bầu tôi nha. Thì đâu có đụng gì đâu. Mai ơi đợi chờ sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta, phong ba bước qua vì nơi đây sẽ chính là nhà, có tình yêu thương thiết tha và chẳng sẽ mãi mãi che che.